Chiều ngày 3 tháng 7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Ulandimir Baravikov đến chào và chúc mừng Chủ tịch nước nhân dịp đảm nhiệm cư vị mới. Cảm ơn Đại sứ Ulandimir Baravikov và chúc mừng nhân dân Belarus nhân ngày quốc khánh 3 tháng 7. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Belarus đã được lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp từ thời Liên Xô. Việt Nam luôn coi Belarus là bạn, là đối tác tin cậy, luôn trân trọng sự giúp đỡ của nhân dân Belarus đã dành cho Việt Nam trước đây, quyết tâm tiếp tục tăng cường hợp tác nhiều mặt với Belarus. Đại sứ Ulamzimir Baravikov khẳng định, Belarus coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước, mong muốn tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai nước. Bản thân đại sứ sẽ nỗ lực hết sức để phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và belarus